Xin kính chào toàn thể anh em, các bác các chú đã đến với kênh YouTube của em nhé. Ngày hôm nay thì em sẽ lên cho anh em hai mẫu dòng sản phẩm bán cực kỳ là nhiều tại bên em, tại shop của em nhé. Và cụ thể ở đây thì em đang có hai mẫu dòng sản phẩm đến từ nhà EK. Chúng ta sẽ có phiên bản ở bên góc tay phải là ED cấp 4 và phiên bản EK hai vạch vàng. À, cái phiên bản mới này bên em mới về anh em nhé. Đó, để phục vụ cho anh em với chú trong cái vụ ong năm nay thì nói chung là bên em nhập rất là nhiều hàng về đó đặc biệt là hai cái dòng sản phẩm này bởi vì là anh em chuộng hàng rất là nhiều anh em nhé sẽ có hai phiên bản vạch vàng và ed capter này mức giá để cho anh em phiên bản ed capter chỉ có là hai triệu sáu thôi và phiên bản hai vạch vàng thì em đang siêu giảm cho anh em chỉ có là 5 triệu 500 nghìn Nếu như mà anh em chú nào mà quan tâm đến dòng sản phẩm nào cho video ngày hôm nay thì có thể liên hệ sớm cho em qua hotline là 0347 808 219 để liên hệ đặt hàng Riêng hàng bên em thì khi mà anh em nhận hàng thì sẽ có hóa đơn bảo hành như thế này nhá. Khi đó ngày tháng năm anh em mua hàng đó của shop em, anh em nhận hàng thì cứ kiểm tra thoải mái. Đó, hôm nay em đang quay ngoài trời để cho anh em xem được cái màu sắc thật của ống nhỏ Và sẽ là phiên bản hai phiên bản này thì uh, mức giá chỉ có là 2 triệu uh, 6 và một phiên bản chỉ có là 5 triệu rưỡi thôi anh em nhé Đó miễn ship toàn quốc và bảo hành 2 năm Nếu như mà anh em nào cần ống đi săn thì có thể liên hệ cho anh em để đặt hàng với một cái mức giá rất là tốt anh em nhá đầu tiên thì em có cái phiên bản ống nhòm e cây phiên bản 142 bốn thì mức giá của em này thì em chỉ để cho anh em là 2 triệu sáu trăm nghìn thôi anh em nhé phiên bản kính phủ đầu hồng rất là nét luôn con này thì nói chung là trong phân khúc giá tầm trung thì gần như là chưa có phiên bản nào mà nó sánh được với cái dòng này đó kính phủ hồng rất là đẹp và sắc nét thân của em này thì sẽ được gia cố bằng uh, hợp kim thép nên là nó rất là bền anh em nhé hợp kim thép rất là bền luôn và em sẽ bảo hành cho anh em chú là hai năm anh em nhận hàng và kiểm tra tiết hàng thoải mái cho em đối với cái dòng sản phẩm này đó ống thì rất là chắc chắn và bền luôn anh em nhé đấy bên em sẽ có bảo hành hai năm tức là có vấn đề gì thì anh em cứ liên hệ cho em đó em sẽ hỗ trợ cho anh em một trăm phần trăm và em sẽ cho anh em xem qua về cái chất lượng hình ảnh của dòng sản phẩm này Đây anh em nhé chất lượng hình ảnh thì đây là em đang test bằng điện thoại thôi đấy tay nó hơi rung nên là anh em thấy được cái là là, là cái hình ảnh nó hơi rung một tí thôi nhưng mà về cái chất lượng hình ảnh thì phải nói là có cái dòng này nhìn nó rất là êm mắt và phải thật sự là nó rất là nét luôn những cái màu sắc nó cho ra thì rất là thật ảnh đó anh em có thể xem qua À, nhìn rõ từng cái chi tiết Nên là khi mà anh em mua chiếc này để mà đi săn ong Thì nó là một cái sự lựa chọn rất là hợp lý rồi Để cho anh em một chiếc ống nhòm săn ong thoải mái Mức giá chỉ có là 2 triệu 600 nghìn miễn ship toàn quốc Và bảo hành 2 năm thôi anh em nhé Tiếp theo thì em có cái phiên bản ống nhòm EK 2 vạch vàng uh, EK 340FT Con này thì nó là một cái phiên bản mới nhất năm nay rồi Anh em săn đón rất là nhiều Anh em ở trong Quảng Nam Đồng Nai, Đắk Nắc, Cư San rồi là Nai Châu, Mường Nhé, Điện Biên mua rất nhiều cái phiên bản này luôn. Thật sự là em bán rất là nhiều và hàng thì nói chung là luôn luôn cập bến liên tục. cập nhật liên tục cho anh em phiên bản EK142 340 FT kính con này nó sẽ là kính hồng anh em nhé cốc mắt của nó thì nó được thiết kế theo cái dạng phễu nên là khi mà anh em nhìn thì cái mồ hôi nó không bị rỏ vào trong ống kính Đó, nó không bị mờ Đấy, phiên bản này thì nói chung là trọng lượng rất là nhẹ và cái cái Chiếc này thì em cầm trên tay thì nó chỉ nhỏ trong lòng bàn tay của em thôi Cái kích thước của nó rất là nhỏ nhá Cầm rất là nhẹ luôn Đó trên thân sẽ có hai vịt cam này Anh em hay gọi là hai vịt vàng đấy Kính là sẽ là kính phủ hồng anh em nhá Mức giá chỉ có 5 triệu 500 nghìn thôi Ở đây là một cái mức giá siêu Nên là em sẽ siêu không lâu đâu Khoảng độ tầm 4 năm ngày để phục vụ cho anh em Trong cái vụ ong năm nay Đầu vụ ong nhá Đó, Trên thân sẽ có logo của EK này đó, kính rất là chuẩn đó cốc mắt to dễ nhìn và đặc biệt là phiên bản này nó vừa có độ phóng và vừa êm mắt luôn anh em nhé đấy nhìn rất là êm mắt luôn phiên bản 340 ft kính phủ hồng anh em nào cần chiếc này thì liên hệ cho em qua hotline em để trên góc trái màn hình với mức giá chỉ có là 5 triệu rưỡi thôi và em sẽ cho anh em xem qua cái chất lượng hình ảnh của chiếc này anh em nhé hình ảnh thì nói chung là đây là em test bằng điện thoại nó nói một lần nữa là cho anh em biết là test bằng điện thoại đó nhìn nó rất là nét nhá từng cái cành cây kẽ ná luôn em test trong khoảng độ tầm bán kính 500m thì trước này anh em cứ yên tâm săn ong mật ong khoái ong bò vẽ ong cắt ná thoải mái luôn không cần phải lo no cái vấn đề gì về cái cho con này rồi bởi vì là sản phẩm em kiểm tra kỹ thì em mới gửi hàng đi cho anh em một chiếc ống nhòm mới chuẩn bảo hành cho anh em là hai năm nhận hàng cứ kiểm tra test thoải mái cho em nhé con này thì nó sẽ có chống nước đầy đủ luôn nên là anh em cứ yên tâm sử dụng thoải mái không lo no cái vấn đề đó đi đó là bị vào nước đâu đó anh em nào quan tâm đến trước này mức giá 5 triệu 500 nghìn thì có thể liên hệ cho em để đặt hàng à, Anh em nhé, cảm ơn anh em rất là nhiều Xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể anh em ở những video tiếp theo Xin cảm ơn